tiêu chí quan trọng nhất đối với anh đó là cái người phụ nữ phải nói được ít nhất 2 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh. Vợ tôi có. Biết lắng nghe. Lắng nghe, vợ tôi có luôn. Một người hiểu được cái đam mê của Sang, tại vì Sang là cái người rất là lạ đó. Không cần quá cao. Không cần quá cao, không, vợ tôi cao gãy rồi. Nhưng mà nếu được chiều cao thì quá tuyệt vời. Không cần quá cao nhưng thì cao thì đúng quá rồi. Tốt. Cái gì nữa nè? Thích đi du lịch. Trời ơi, vợ tôi thích đeo phăng xi băng luôn. Yêu thú cưng. Trời ơi, nhà tôi nuôi mèo. Em có một chóng mèo luôn. Hay quá, túi được bao nhiêu rồi? 6 anh. 6 rồi, tiếp. Biết lo lắng cho chồng con. Lo lắng chồng con, vợ tôi lo tôi Covid muốn xỉu luôn mà. Sống có cái suy nghĩ rất là tích cực và cởi mở. Tích cực, vợ tôi cười hoài người ta tưởng khùng luôn mà. Biết cách xài. Biết cách xài tiền. Biết cách xài tiền. Dạ, tôi xài tiền em, tôi không biết cách xài. Cách đối nhân xử thế. Đối nhân xử thế, vợ tôi số 1. Đẹp không anh, đẹp không? Không cần quá đẹp, nếu mà đẹp như... Không cần quá đẹp, nhưng đẹp không, thì quá tốt. Quá tốt, nhưng mà